không nói chuyện sao dạ, nhìn đi lắm. Người ta nói không nhìn không sợ không thật sự thật lòng đó nha. Nhìn vô mắt tôi nè. Ê, thật lòng thôi. Là sao? Mình quay thật lòng mới thôi. Mới lớn chưa? Cái gì? Quay thật lòng thôi. Quay thật lòng nói chuyện không thật lòng không? À. Gì? Không tập bậy quay rồi. Cạnh đâu giờ đó. À đâu đó mày nói chuyện không thật lòng sao kêu ừ. Ừ. Ông sao hiền dữ trời. Cười gì vậy? Anh run quá chị. Làm gì run? Hai đứa làm gì cười vậy? Mày giỡn đó. Tao có giỡn đâu thiệt mà. Giỡn đâu giỡn. Vậy em quay cho chị lo. Chứ nãy giờ em đâu đó anh không có cho lo. Em giúp đỡ cho chị lo. Thì em biết cho em đâu nói rồi anh không đỡ. Đỡ hoài đi. Mà biết em có chuyện với anh ta. Cười gì vậy? Trời ơi, nói chuyện của anh giàu, anh thích rồi. À, anh thích giàu, cho nên anh lấy chị giàu thì... Chị Ly giỡn vui chơi. Giỡn cho vui mà, đúng không? Cái tính em đâu có vậy đâu. Mà có vậy anh cũng không làm gì được em đâu. Cười gì vậy? Giỡn vui cho nó không khí trời luôn. Trời ơi, thiệt luôn, không có cười được luôn á. Không có xả cái nó ra được luôn á. Rồi đang quay tôi hả? Đó, rồi 2, 3, 4 mấy rồi. 4 mấy gặp bà chị đó. Nói gì đây? Nói đi chị. Nói cho người ta có tương tác chút đây. Không nói là ăn tác á. Ăn tương đó. Vậy là phải nói không? Ừ. Rồi đâu biết nói rồi đó. Nói về sếp Hồng Ơ đi. Ơ hả? Nói gì ơ hả? Hồng dạ. Ơ đi. Trời ơi. Xin thẩm mỹ Hồng Ơ. Nói ơ thì ơ biết nói nè. Hiện tại bên ơ đang được giảm giá 50%. Mình học mộng khe rồi là mình nói như mộng khe một tí. Lớn mới nghe được chứ. Nói nhỏ không nghe. Nhỏ không nghe. Cả nhà ơi. Cả nhà ơi. Ủng hộ. Ủng hộ ơ. Trời đừng có điều quá. Để cái ơ bình thường đi. Tự nhiên đi. Mọi người ơi, cả nhà ơi, và hiện tại nếu mọi người chưa làm mày làm môi thì mọi người có thể ghé qua cái gì phun xăm thẩm mỹ Hồng Ơ 133 Cù Lao phường 2 quận Phú Nhuận. Đang có chương trình khuyến mãi giảm 50% tất cả các dịch vụ. Giá là bao nhiêu? Môi 3 triệu, giống như đang làm đây nè. Phun môi collagen tới bao gốc 3 triệu, giảm còn 1,5 triệu. Rồi sẽ được tặng khử thâm môi miễn phí nếu có. Rồi tới chân mày. Chân mày thì ví dụ như cả nhà chân mày nguyên thủy đến với phun hay như thì là 1,6 triệu, giảm còn 800k. Số điện thoại. Còn nếu mà đi sợi á, tạo sợi tờ sợi ơ vô á, thì là 2,8 triệu giảm còn 1,4 triệu. Ừ. Đó, còn nếu mà chân mày xóa sữa là 2,8 triệu giảm còn 1,4 triệu, tặng luôn cái xóa laser cho cả nhà mình. Ok, còn gì nữa không? Hết, còn phun mí mở chồng 1,2 triệu giảm còn 600k. Và đặc biệt bên ơ là lấy nhâm mụn rồi sau đó mình xài combo mụn của lon vô là sẽ mau hết mụn lắm luôn. Đặc biệt là nếu những người bên kia mà đã từng bên đi thì tới Hồng Ơ là chính đi là người làm nha. Ăn chà. Ừ. Ok không? Có luôn hả? Có luôn. Nặng mụn. Ừ. Mặt đen tẩy cho trắng là đi làm, tính tay đi làm. Cực. Hoan hỷ. Công đức vô lượng. Số điện thoại của ơ là 093 709 5030. Còn nếu mà cả nhà chưa tin tưởng thì cả nhà vào Zalo là 096 787 8549 để mình theo dõi mỗi ngày. Rồi sau mình có đủ lòng tin rồi mình qua mình làm chứ bên ơ. Chị ơi, em nhớ hình như có cái có chương trình mì gói gì hiện tại là bên ơ đang có một, tại vì bé thấy nó nhỏ quá à, nên bé cũng không dám nói. Có nghĩa là bên bé ơ đang có một cái thùng mì nhỏ nhỏ nhỏ, bé ơ để trước có dành cho các anh chị nào mà mình giống như mình cần hơn, giống như ví dụ như anh nào mà chạy gáp nè, hoặc là chị nào buôn bán gì đó mà mình mình cảm giác mình đói á, ví dụ như mình muốn ăn mà mình no là không được ăn hả? Giống như mình muốn ăn mà mình chưa kịp mua đồ ăn ơ đó thì đến với ơ ngay 133 Cù Lao phường 2 quận Phú Nhuận, với ơ có để thùng mì đó, các chị sẽ được, các anh sẽ được ăn mì miễn phí nếu mà muốn ăn tại chỗ, với ơ nấu nước sau đổ vô ăn luôn. Trời. Ăn sống không được. Thích ăn sống thì ăn sống. Tự nó ăn sống cho ăn sống chứ.
Cũng được mẹ. Ai qua lấy cũng được hả? Đúng rồi, ai qua lấy. Giàu nghèo cũng như nhau. Đúng rồi, ví dụ như kiểu một người lấy mấy gói, một người lấy một gói. Cho người lấy thùng cũng được. Không. Nói cho biết. Gói. Tại vì biết sao để lượng từ thiện rồi ta lấy ta thùng mày nó không có được lấy thùng, người lấy gói thôi. Người lấy một hũ. Một hũ. Ok. Mì ly hả chị? Dạ. Còn cái nhà muốn ăn trực tiếp thì sao bé ơi có. Bé ơi có cái ấm dạ, nấu nước dạ, nấu vô ăn luôn. Có thịt không chị? À, trong mì gói nó có đó. Trong mì gói nó có tôm. Cũng tôm cũng có mực. Nhưng mà con tôm người ta sẽ nhuyễn thôi rồi. Mình không còn thấy con tôm nữa. Em nhưng tôm mà mình ăn có mì tôm mua. Dạ. Mày nấu luôn á. À có khán giả nói là chị mùa mưa tới rồi tặng áo mưa đi chị. Lâu lâu mình chuyển thành mì gói qua áo mưa đi. Không, mì gói không phải là tặng. Dạ. Mà là mì gói là anh xem dạ, với chị biết ơn. Dạ. Xuất phát từ cái tâm là muốn giống như là có một cái phần nhỏ cho những người mà cơ nhỡ rồi yeah, kiểu như là khó khăn đó thì nó xuyên suốt như vậy luôn chứ không phải là áp dụng vô chương trình xăm môi hoặc là xăm chân mày cái đó nó ngoài. Còn việc tặng thì tất nhiên là sẽ có cái chương trình tặng nếu là tặng là mãi người đó, làm chân mày khuyến mãi thì sẽ tặng có món quà khác chứ không phải là cả mưa không. Còn cái việc mà từ cái việc mà phát tâm ra để mà cung cấp mì gói cho những người cơ nhỡ là cái việc đó là việc khác, còn cái việc mà tặng kèm theo combo hay là tặng kèm theo chương trình khuyến mãi là nó khác. Giống như chịu dụng các chị nào mà lớn bé ơi làm đẹp đó là bé ơi có chương trình bốc thăm trúng thưởng, trong đó có 5 phiếu trúng thưởng và 5 phiếu không trúng thưởng, tức là 50-50 đó. Mình rất là dễ trúng luôn, trúng được 2 viên sò kim cương môi xe này 5 đi 4 là 1 triệu. Thí dụ như cả nhà phun chân mày 1.4 triệu thì cả nhà chúng cặp sòng đó hết 1 triệu, cả nhà còn có 400k thôi. Đúng rồi. Đó cái đó là tặng dành cho khách hàng, còn cái mì là bé tặng cho mấy anh chị nào mà mình khó khăn. Hoàn cảnh khó khăn đúng rồi, đúng rồi. Giống như anh chị nào ví dụ như chị đi đâu nè. Giống như mấy anh chị ghé hấp đi. Ờ anh sẽ chờ đâu đó thì ghé quán ăn thôi tiền. Ảnh đang đói bụng hay là gì đó người ta cần một cái ly mì để người ta no bụng người ta thì người ta tới là sẽ nấu nước cho ăn tại chỗ luôn. Yeah. Hoặc là mình có thể đem về. Yeah. Là tới lấy đem về đúng không? Đúng rồi. Mai sáng lấy con, nhà mình 4 người lấy 4 hũ, sáng nào lấy 4 hũ đem về. Như chị ơi, nhà em 4 người em lấy mỗi người lấy 1 hũ à? Chứ không lấy giùm được hả? Không lấy giùm được. Em kéo 4 người em chở vợ em với 2 đứa con tới lấy. Lại kêu ba cũng hành á. Dạ. Mời em ra chợ em mua miếng giá đem lại chị nấu giùm em. Rồi mua miếng thịt bò đó rồi cái trứng nữa. Đem lại nấu giùm. Quá hợp lý luôn cả nhà. Đó, cô chú anh chị mình đến Hồng Ơ nha. Có nhiều chương trình khuyến mãi và đặc biệt là có bốc thăm trúng thưởng trúng hạt sò. Bé ơi nói nha. Ở bên bé ơi á là giá vừa livestream. Giá vừa rẻ nè. Quay thôi cho không phải like hả? Mà bé ơi cam đoan cả nhà đến ơ là chỉ có hài lòng và đẹp thôi. Làm là bao đẹp. Nên cả nhà cứ yên tâm. Tùy khuôn mặt nữa không? À, làm chứ mà. Phải làm thon gọn khuôn mặt rồi. Không. Máy mặt mình như mặt mâm rồi đó. Chưa nằm có. Đâu à? Bé chưa làm điều đó. Bé chưa có. Bé chưa có mặt gì cười đó. Mặt bánh bao rồi chị. Ừ, mặt bánh bao rồi, mặt nọng rồi nè. Bé chưa. Nhưng mà bé sẽ cố gắng từ từ. Bé sẽ lên công nghệ đó. Ví dụ đang xăm môi có làm vệ sinh răng miệng không? À, trước khi mình làm vệ sinh răng rồi mình làm vệ sinh môi mình mới làm môi chứ. Không. Ví dụ như người ta mà dạng chưa vệ sinh răng rồi có làm không? Nếu mà người ta chưa vệ sinh răng thì kêu người ta vô vệ sinh răng đi rồi đấy. Mà không vệ sinh được hả? Không, nếu mà cái hàng chức đánh răng thì cái nhà giúp mình tự đánh được không? Mình lấy cái bóp mà mình được cái bóp á. Bóp chà chân mình chà cho nó ngâm. Oh, no. Vậy mấy đứa mà Dũng Hà Mã rồi đó. Sao cười? Vậy hiện tại ví dụ như em thường thường em thấy người Hà Mã nó đâu có đánh răng mà chị. Thì mình vô mình lấy cái bóp, em cái bóp không? Cái bàn chải đánh chân nữa. Chấn đời gì đâu đang nói. Ví dụ có chị đã làm mở tiệm phun xăm, chị phải chiều hết tất cả khách hàng, tất cả các gọi là tầng lớp trung thấp cao, hiểu không? Những người cao cấp và những người giống như tướng đồ sộ nói rồi, chung là vệ sinh người ta không có rảnh. Nói chung là người nào mà tới mà là chưa vệ sinh môi thì chưa vệ sinh răng. Chưa đánh răng thì lưỡi đâu chưa cạo đâu. Chưa cạo thì bé sẽ che lại. Lấy miếng là sao? Cho đi giải thích chỗ này rõ coi.
Rồi đánh cắn chỗ này hả? Có nghĩa là bé ơi sẽ lấy miếng đường gòn, bé ơi nhét lại chỗ đó. Dạ em nhét không? Mấy con không giữ dạ em nhét không? Ủa thì nhét lại chỗ đó xong rồi mới là mo được chứ. Để thôi nhiễm trùng giờ sao? Cho người ta cái bóp này bỏ vô. Không. Bỏ đây. H2SO4 đó. Là gì? Nước H2SO4. Là nước gì? Không biết nữa, nghe nói vậy đó. Nói chung là nước, nước chung là nước nó đậm đặc lắm. Nói chung là lấy bông gòn rồi sau đó mình nhét lại hết toàn bộ về găng ơ hết rồi mình trừ cái môi ra rồi mình làm thôi. Vậy thôi. Rồi chứ không nước miếng chảy ra nó nhiều khủng ghê lắm. Có phải sưng tay rồi, ví dụ như làm môi mà thấy tay chân sạch rồi hay là thôi tay sưng của người ta dơ kệ người ta. Không, không dính môi không. Đúng rồi, mình chỉ làm môi thì liên quan tới môi thôi. Đó ví dụ găng dơ mình nhét lại rồi mình làm môi thôi. Có phải là cái bóp trà à? Không. Gặp mấy đứa đó là em phải em là tập trung là em chà luôn đó. Ví dụ gặp mấy cái trường hợp đó là chị chơi em nha. Em xuống em phụ cho. Thôi, chà vậy rồi người ta có làm đâu. Sẵn làm. Mấy đứa đó là phải chà cho nó chảy máu đó, hiểu không? Chà người ta sạch nó chảy về, sạch răng xong người ta không làm môi làm sao? Cho cái miệng nó chu dù lên vậy nè. Thôi người ta không làm môi. Làm mới ăn. Hả? Mấy đứa đó phải lấy cái bàn chải đánh răng á, đây bàn chải đánh chân á là chà lên cho cái miệng nó phù lên vậy nè, mà môi nó mới ăn. Thôi khó quá bỏ qua đi. Hơi gói. Hơi gói. Nói chung là nó khó. Cái nào mà kiểu qua trường hợp mà găng ơ dơ quá khó quá bỏ qua. Vậy đi. Giận dở phải thiệt luôn á. Cái gì vậy? Tự nhiên cứ nhìn mắt tôi là cười là sao vậy? Một lát, ông ba miền. Một lát nữa chị Ni có like nữa không chị Ni? Chị nhà like hả? Không like mấy sản phẩm nữa nè. Như chút nữa vô đó. Mà... Nói chung là có nãy Lâm nói rồi. Là lo nói là coi như là chị em sống chết với nhau là Lâm ở 12 đêm rồi lo Ni với bếp ở 12 đêm. Sống chết với nhau. Đúng không đi? Sau khi like mình có chương trình nào đặc biệt nữa không chị? Chương trình đặc biệt lúc nãy từ đây tới cuối live luôn toàn nói là sao? Không? Sao mình cứ ở lại like chi vậy? Chị cứ vô với em, thật sự em thấy chị không biết nói gì luôn. Đang live chim ơi.